Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh Trương Lương Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về anh em về em Yo Harry. Em Harry này được nhập từ Thái Lan về nha. Vừa về Việt Nam tầm 15 ngày. Con này Việt Nam con nó tầm 10 ngày nữa em nó mới khô lắm. Con này mình đã đặt hàng 1 tháng. Nó mới về đến Việt Nam nhé. Chơi em đây đàn bò của nhà mình nhé. Hôm nay mình vừa đi chăn bò vừa comment đi theo để chơi. Ngày nào cũng vậy nhé. Anh em nào có nhu cầu mua bò và mua chim thì liên hệ mình nhé. Bò mình được nhập khẩu từ châu Phi về. Thì kênh em của mình đi tao nhà nhé. Đừng ngay đi chăn bò và cầm chim theo chơi nhé. Kênh em nào có nhu cầu chăn bò giống như mình liên hệ mình nha. Con này hiện tại ở Việt Nam là nuôi sinh sản được thôi. Tại con này như ở Việt Nam thì tại Việt Nam sinh sản là thương mại là tầm 45 triệu đến 40 triệu. Còn chim trọng là tầm 35 triệu. Con này mình mua ở Thái nên giá nó rẻ hơn. Con này mình mua ở Thái là thương mại giá trị 35 triệu. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nhé. Lúc này con này ăn hai con cút nhé. Mình sẽ chia ra hai bữa, một bữa sáng và một bữa chiều. Anh em nào muốn đặt chim như vậy liên hệ mình nhé. Nhập khẩu từ Thái Lan về. Giá tầm 35 triệu chim mãi nhé. Còn chim trọng tầm 30 triệu. Mình vừa cho nó ăn xong nhé. Con này chim diều nhưng mà nó săn được rất nhiều loài nhé. Vừa thả cho chơi lượn được, vừa chơi săn được nhé.
Ở nước ngoài người ta thường dùng săn để săn thỏ với kim tỉ, nhưng mà ở Việt Nam thì lại không có mấy con đó nên chỉ dùng để săn cò và săn gà rừng thôi nhé. Hiện tại con này chưa biết bay nhé, mình với thêm khoảng 10 ngày nữa là mình sẽ nó khô lông, mình sẽ tập nó qua tay và vu môi và môi cho nó, mình sẽ tập cho nó sẵn cò trắng. Con này giá thành nó cao nhưng mà nó lại rất là thông minh trong bài chim sắn nhé. Ai huấn luyện nó là nó chỉ cũng thân về một chủ thôi. Và chỉ quen đi săn về một chủ thôi nhé. Loại này rất thông minh. Bây giờ mình sẽ tiến hành tập nó đôi hút nhé. Để hút mình vừa sẵn cho em nó. Cho nó làm quen với hút. Anh em nào nuôi chim non thì phải tập cho nó đôi hút từ nhỏ nhé. Cứ lớn lên mà tập là nhiều con nó máu hoảng. Đầu tiên này cho nó làm quen với hút. Nó vừa đổi lên đầu nên nó hơi hoảng nhé. Mình sẽ tập đổi nhiều lên nhé, cho nó quen. Lúc đầu mới đổi là mình đổi tầm 10 đến 15 giây, mình sẽ cách cho nó đợi sợ. Lúc đuổi xong mình sẽ kéo hai dây lên lại nhé. Hẹn anh em những clip tiếp theo nhé. Mình sẽ đăng nhiều clip với em nó nhiều hơn để tập em nó qua gọi qua tay và đi săn. Hy vọng là sẽ sớm. Chào tất cả anh em nhé.